Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người một cái video ngắn. Hôm nay thì không có ai quay nên là phải quay một mình như này. Thì như mọi người thấy thì hiện tại là mình đang ở trước công ty, trước cổng công ty Autotedo, nơi mà chuyên về những cái dòng xe khách của Nga 16, 17, 20 chỗ. Thì hôm nay mình lại tiếp tục bàn giao một phiên bản xe 17 chỗ. Và mọi người có thấy là cái biển này nó rất là lạ đúng không? Đây là biển 86 ở trong Bình Thuận nhá. Đó, thì như ở kênh của mình thì mình có đăng rất là nhiều video về những cái chiếc xe gác mình giao đi rất là xa, Hồ Chí Minh này, Vĩnh Long này, và một vài các cái tỉnh thành ở trong khu vực miền Nam. Đó, thì hôm nay lại tiếp tục bàn giao một chiếc xe về Bình Thuận. Và chiếc xe này thì rất là đặc biệt. Đây là chiếc xe thứ hai của anh Bình ở trong Bình Thuận. Anh ấy lấy chiếc xe lần này là lần thứ hai. Đó, thì lần trước thì anh chị đã ra tận Hà Nội để lấy xe cơ, nhưng mà đợt này thì nó giáp Tết quá nên là mình sẽ nhờ một đơn vị vận chuyển và vận chuyển xe vào. Thì như mọi người thấy là xe thì mình hoàn thiện xong xuôi hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ dán nốt cái phần tem, tem xe nữa là ok. Đó. Và như tôi nói thì ở trong cái video này thì chiếc xe này chính vì là làm hơi gấp nên là hầu như là nội thất các thứ thì cũng không kịp làm cái gì cho anh đấy cả. Đấy, anh đấy chỉ cần lấy xe không thôi, xe nguyên bản thôi. Và mình có hỗ trợ anh ấy thêm một cái màn hình Android như này. Đó, còn ghế ghế các thứ thì tất cả đều vẫn là nguyên bản thôi. Nó không có gì mới mẻ, không có gì đặc trưng. Đó, ghế nguyên bản 17 ghế, hồ sơ ghế vẫn giữ nguyên như vậy. Và anh Bình này thì anh ấy định lấy xuống 16 chỗ cơ. Nhưng mà trong cái thời điểm mà đăng kiểm nó khó khăn như thế này thì hồ sơ của mình thì mình cũng không thể làm được. Nó chắc là phải đợi thêm một thời gian nữa thì mình mới làm xuống được 16 chỗ. Đó, còn về cái dòng xe gác Nga này thì các bác tài nào mà đã tham khảo rồi thì chắc chắn là cũng biết đến được chất lượng cũng như là cái độ thương hiệu của nó rồi. Thiết kế thì rất là cao, to, rộng rãi. Khoa hành khách thì có đến 17 ghế. Và không gian bên trong khoa hành khách thì cũng rất là rộng rãi, chúng ta có thể đi lại thoải mái. Đó, động cơ thì là động cơ Cummins 2.8, dung tích xi lanh 2.8, sản sinh ra mô men xoắn tối đa lên đến là 140 PS. Và đặc biệt đó là công nghệ khí thải hiện tại đã là công nghệ khí thải Euro 5, nhưng mà không phải là dùng ure đâu nhá. Mọi người cứ nhầm lẫn là Euro 5 là bắt buộc phải dùng ure, nhưng mà nó cũng có nhiều công nghệ lắm. Chúng ta có thể dùng ure này hoặc là không dùng ure, nó có hai phiên bản như vậy. Còn ure thường thường sẽ dùng trên xe tải, còn xe khách này thì sẽ không dùng ure. Chúng ta chỉ việc đổ dầu vào là chạy thôi chứ không phải đổ thêm ure. Và đặc biệt là với công nghệ khí thải Euro 5 này thì tiếng nổ động cơ nó đã êm hơn và có một cái độ tiết kiệm nhiên liệu nó cũng khá là cao. Nó 100 km thì nó sẽ ăn hết khoảng tầm 10,8 đến 11 lít. Đó, rơi vào khoảng tầm đó. Đó là chạy trên cao tốc nhá, phun người và bật phun điều hòa nhá. Còn nếu mà bác tài nào mà chạy lâu năm, chạy quen chân rồi thì chắc chắn là nó sẽ tiết kiệm hơn. Đó, thì mọi người mà cũng thắc mắc là lý do là vì sao mà lại bán được xe ở những cái khu vực tỉnh thành nó xa như vậy mà lấy lần một xong lại còn lấy lần hai. Lấy lần một thì chúng ta còn có là nói là lý do này lý do kia, nhưng mà lấy lần hai thì nó sẽ phải như thế nào đấy thì khách hàng mới quay lại lấy lần hai. Đó, thì mọi người mà cần biết thêm thông tin hay là cần tư vấn thì mọi người hãy nhắn lên với tôi nhá. Xin cảm ơn.